Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến với bài 4 của chương số 4. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với chủ đề là home. Thế thì các bạn nhìn ở phần từ mới này. A. Listen, point and say. Từ mới trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về 5 hành động mà chúng mình làm ở nhà. Ví dụ như các bạn nhặt đồ chơi này, quét nhà, rồi thì dọn bàn, đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng học luôn nhé. 1. Pick up the toys. Ok. Nhặt, đúng không nào? Mình có động từ là pick up. Pick up. Đấy là đọc chậm này. Nhưng mà các bạn chú ý đó, chúng ta có thể nối âm và âm à. Thì cô sẽ có là pick up. Pick up the toys. The. Được chưa? The toys. Pick up the toys. Yeah, ok, nhặt đồ chơi đúng không? Số 2. 2. Sweep the floor. Ok. Sweep. Sweep the floor. Sweep. E đúng không? E 2 chấm là E dài đúng không nào? Sweep. Sweep the floor. Mình có sweep là quét, còn mình có lau nhà là mop the floor đúng không? Thế thì các bạn nhớ là hôm nay chúng ta học là sweep the floor. 3. Set the table. Dọn bàn đúng không? Set a table. Dễ rồi đúng không? Viết đọc như nào, viết như nào thì mình đọc như thế. Mình có từ đầu tiên là set. Set a table. Ok, số 4 nhá. 4. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash. Shh. Mình có hai âm ở trong câu này. Thứ nhất là wash. Thứ hai là dish. Và dish, khi mà mình có thêm chữ es ở đằng sau này thì cô sẽ có là dishes. Wash the dishes. Và số 4 là đổ rác. 5. Take out the trash. Take out. Take out. Và mình nối âm và âm à. Take out the trash. Và cô có âm này, cô lại gặp vừa nãy là âm shh, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có là take out the trash. Được chưa? Số 4 mình sẽ có là wash the dishes. Số 3 mình sẽ có là set a table. Số 2 là sweep the floor. Và số 1 là pick up the toys. Được chưa? Rồi, thế thì về nhà các bạn sẽ mở phần hướng dẫn của cô ra và chúng mình sẽ đọc theo cho cô nhé. Chuyển sang phần tiếp theo thì cô sẽ có phần nghe ở phía sau này. B. 1. Listen and read. Phần nghe này thì đầu tiên là các bạn về nhà nghe và đọc theo để chúng mình luyện tập nói, được chưa nào? Trong bối cảnh của bài nghe ngày hôm nay chúng mình có là the children start doing their chores, có nghĩa là lũ trẻ đang làm cái việc nhà của chúng, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có mẹ bảo là could you pick up the toys? Yes, sure. Và chúng ta có rất là nhiều những cái tình huống ở phía sau này và các bạn về nhà thì chúng ta cố gắng là mở CD ra nghe và đọc cho cô nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập nghe phía sau này. B. 2. Listen and draw lines. Trước khi làm bài nghe để chúng mình cùng đọc đề bài. Bài ngày hôm nay yêu cầu chúng ta là nghe và nối, đúng không nào? Nối. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe này. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Okay, kids. Could you help me with the chores? Yes, Auntie. Could you pick up the toys, Bill? Yes, sure, Auntie. Đầu thì sẽ là nhặt đồ chơi đúng không nào? Can you see the line? This is an example. Now listen and draw lines. 2. Ben. Yes, Mommy? Oh, Ben. Could you set the table? Okay, Mommy. Could you set the table? Dọn bàn đúng không? 3. Could you sweep the floor, Tom? Sweep the floor? Sure, Mom. Thank you, Tom. Đây. Con có thể quét nhà được không, Tom? Đúng không nào? 4. Mommy, I want to help too. It's okay, Alex. Lucy, could you help me? Lucy! Yes? Could you wash the dishes? Wait a minute, Mom. Rửa bát đúng không? Wash the dishes. Vậy thì phần bài này chúng ta đã cùng làm với nhau rồi. Về nhà các bạn sẽ mở bài nghe lại và nghe lại cho cô làm lại bài này, được chưa nào? Phần tiếp theo sẽ là phần cấu trúc câu trong bài học. C. Listen, then practice. Nghe chút nhé.
Could you wash the dishes? Yes, sure. Thế thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ học về cấu trúc câu là Could you wash the dishes? Đúng không? Chúng ta thấy người ta đọc lên giọng ở cuối câu tại vì đây là câu hỏi yes, no mà, đúng không nào? Could you? Và khi chúng mình nhờ một ai đó thì các bạn nhớ là dùng cho cô từ could. Các bạn không dùng từ can nhá, đúng không nào? Người ta không dùng từ can đâu ạ. Người ta dùng từ could, à, nhờ ai đó làm gì đó, đúng không? Ví dụ như là à, con có thể rửa bát cho mẹ được không? Could you wash the dishes? Yes, sure. Hoặc là con có thể quét nhà cho mẹ được không? Could you sweep the floor? Yes, sure. Hoặc là con có thể dọn bàn cho mẹ được không? Could you set the table? Yes, sure. Tương tự như thế thì về nhà này các bạn nhớ là chúng ta có thể thay đổi những cái động từ khác nhau ở phía đằng sau này. Đằng sau từ could you, đúng không nào? À, bằng những cái động từ hôm nay mình học, ví dụ như là con có thể mang rác ra ngoài cho mẹ được không? Could you take out the trash? Đúng không? Thế thì các bạn nhớ nha. Thế thì để luyện tập cho phần bài học ngày hôm nay thì bây giờ các bạn cùng cô sẽ chuyển qua phần phía sau. Pronunciation tip. Let's go. Pronunciation tip. Could you sounds like could ya? Listen. Could you wash the dishes? Could you wash the dishes? Could you wash the dishes? Thế thì trong bài ngày hôm nay người ta cho mình về kiến thức đó là về âm thay đổi đúng không nào? Chúng mình có cụm đó là could you often sounds like could ya? Ya. À các bạn thấy nó lại chuyển về âm ya ya đúng không nào? Could you wash the dishes? Could ya? Ya. Could ya? À thế thì chúng ta nhìn này. Các bạn có nhớ là lần trước chúng mình học cái từ can và nó cũng sẽ chuyển về âm can, âm ơ đúng không? Thế thì phần bài này của cô cũng thế nhá. Could you wash the dishes? Đúng không nào? Thế thì để luyện tập cho phần này thì các bạn sẽ sang bài sau. Listen. No. Ok. Phần bài này cô sẽ có phần luyện tập đó là chỉ hỏi và trả lời. Chúng ta sẽ nhìn này. Chúng ta có hai bối cảnh khác nhau trong hai phòng, đó là phòng ngủ, bedroom, ở bên trái của cô đây. Ở phòng bên phải đó là kitchen. Chúng ta có những cái công việc mà chúng ta cần làm ở trong phòng ngủ, đó là quét sàn đúng không? Nhặt đồ chơi này đúng không nào? Pick up the toys. Quét sàn đúng không? Nhặt rác đúng không nào? Thế thì các bạn về nhà chúng ta mở lại cái phần từ mới này và chúng ta xem lại những cái hành động đó thì chúng ta sẽ nói như thế nào và các bạn sẽ làm bài bên này. Sang phần bên phải là phần ở trong bếp thì các bạn thấy này, chúng ta có rất là nhiều việc như là dọn bàn đúng không, hoặc là đổ rác, thùng rác đã đầy rồi này, hoặc là quét sàn, hoặc là rửa bát đĩa đúng không nào. Thế thì chúng mình vẫn sẽ sử dụng cấu trúc câu hỏi trong bài ngày hôm nay, đó là could you sweep the floor, đúng không? Ok dad, could you sweep the floor, đúng không? Hoặc là bạn có thể rửa bát được không? Could you wash the dishes? Hoặc là con có thể nhặt đồ chơi được không vậy? Could you pick up the toys? Hoặc là con có thể mang rác đi đổ cho mẹ được không? Could you take out the trash, đúng không? Thế thì về nhà tương tự như thế, chúng ta sẽ nhìn vào những bức tranh khác nhau và những cái bối cảnh này mà những việc chúng mình phải làm đối với từng cái bức tranh này. Và các bạn luyện tập lại cấu trúc câu cho cô nhá. Rồi, thế thì đây là phần nội dung của phần luyện tập. Tiếp theo thì các bạn sang đến phần cuối cùng, đó là phần trò chơi. Hôm nay thì chúng ta có trò chơi đó là pretend, đúng không nào? Cái trò chơi này thì các bạn sẽ lên trên lớp và chúng mình làm những cái hành động diễn tả và các bạn sẽ không được nói, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có bạn Tôm này, bạn ấy đang giả vờ như là bạn ấy cầm cái chổi, bạn ấy cúi xuống, bạn ấy quét nhà, đúng không nào? Thì các bạn ngồi ở dưới có thể là đoán được câu hỏi, đó là could you sweep the floor? Và nếu mà đúng rồi thì Tôm sẽ bảo là that's right, đúng không nào? Thế thì về nhà trong phần bài học ngày hôm nay chúng mình cần phải chú ý cho cô phần thứ nhất đó là từ mới, phần thứ hai là cấu trúc câu, phần thứ ba là phần luyện tập nói, đúng không nào? Và phần cuối cùng mà các bạn có thể chơi đó là phần trò chơi này. Thế thì bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhé. Bye bye.